Xin chào tất cả mọi người. Thật vui khi chúng ta được gặp nhau trong chương trình trải nghiệm của Auto Daily. Và trong video ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng đến với một vị khách mời, Range Rover Velar. Vâng, một mẫu xe nếu mà để nói về vẻ đẹp thì chắc có lẽ không biết dùng cái mỹ từ gì để tả vẻ đẹp của em nó nữa rồi. Bởi vì là nội thất đẹp, thiết kế ngoại thất cũng đẹp, công năng, công nghệ đầy mình luôn. Và đặc biệt là vào năm 2018 vừa qua thì mẫu xe này đã giành được giải thưởng là mẫu xe đẹp nhất trong năm. Giờ Duy xin phép gọi em đó là hoa hậu của năm 2018 luôn, đầu bảng trong làng xe hơi thế giới. Mẫu xe này thì sở hữu cái thiết kế, ngôn ngữ thiết kế mới của Range Rover. Và nó gần như là một mẫu xe tiên phong. Tất cả những đường nét thiết kế mới đã được áp dụng trên chính mẫu xe này. Vâng, quý vị và các bạn có thể thấy ngay cái phần đầu xe đây ạ. Tất cả những cái đường vuốt, cái đường thiết kế trước đây như Evoque này, như là Range Rover Autobio này, Range Rover Sport này thì đều đã có những cái thiết kế nó đã khá mềm rồi. Nhưng mà trên mẫu này nó còn mềm hơn, nó còn mượt hơn nữa. Phần đầu xe sở hữu cặp đèn pha laser, phải nói là có cái góc nhìn quá là sắc bén luôn, trông như là đang lườm anh em mình ấy. Phần lưới tản nhiệt này cũng vậy. Phần lưới tản nhiệt thì đã được thiết kế, nó có cái gì đó nó sang trọng và nó mang đến cái cảm hứng mới, một cái luồng gió mới cho tất cả những ai nhìn trực diện từ phần đầu xe. Vâng, quý vị và các bạn có thể nhìn ngắm, nó đẹp, nó mê quá. Hiện tại ở đây chiếc xe này đang là phiên bản R Dynamic, hay tiếng Anh thì gọi là I Dynamic gì đó, nhưng mà thôi anh em mình gọi là R ấy cho nó dễ đọc. Thì cái phần lưới tản nhiệt phía dưới này, cái phần hốc hút gió ở đây này là cái trang bị thêm nằm ở trên cái phần ba sốc phía dưới và được sơn cái màu đồng để cải tạo những cái điểm nhấn mới ở trên những cái chi tiết hốc hút gió ở đây này, rồi là khe gió giả ở trên nóc capo cũng vậy, rồi là cả cái đường cải ở cái phần vè trước bên phải kéo dài tới cái phần cánh cửa này nữa. Ở dưới đây thì chúng ta có logo R Dynamic. Và có một cái điểm mà Duy cảm thấy cực kỳ ấn tượng đối với cả chiếc xe này, đó chính là màu sơn. Màu sơn này thì giống y hệt như là cái phiên bản First Edition đấy ạ. Thật sự là một cái màu sơn nó mang cho chúng ta rất nhiều những cảm hứng mới. Thực ra thì đối với cả một mẫu xe ấy, thì Duy thường không thích những cái màu bạc hay là màu xám đâu. Nhưng mà đặc biệt với chiếc xe này, với cái kiểu thiết kế này thì cái màu ghi nòng súng này nó quá là tuyệt vời đi. Thật sự là quá là tuyệt vời. Kết hợp với cả cái màu sơn đó thì là bộ vành được sơn màu sơn nhám. Đây ạ. Thiết kế theo kiểu cánh chém đa chấu, đi kèm với cả bộ lốp Ferrari hàng hiệu đây rồi. Bộ la răng này là 20 inch ạ. Và đi kèm cái bộ lốp thông số là 255/50. Phải nói nếu mà chúng ta nhìn từ ngang vào thì không có biết điểm gì để mà chê mẫu xe này nữa. Có một cái điểm đặc biệt ở trên mẫu Range Rover Velar mà khác biệt khá nhiều so với cả những cái mẫu Range Rover trước đây, đó chính là cái phần tay nắm cửa. Nếu như mà quý vị và các bạn có chìa khóa trên tay tới gần thì sao ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy cái phần tay nắm cửa nó thò ra, thụt vào, rất ấn tượng. Phải nói đây là cái kiểu thiết kế rất ấn tượng của Range Rover. Tất cả những cái chi tiết cải màu đen này ở phần nửa trên của xe đã tạo cho khi mà chúng ta nhìn từ bên ngang hông ấy, nó có một cái sự liền mạch và sự thống nhất nhất định, khiến cho cái tổng thể nó rất là hài hòa, nó rất là ăn nhập với nhau. Phần gương xe thì đương nhiên là chúng ta cũng sẽ có gương hậu dạng chống chói rồi, xi nhan LED ở trên gương với những cái đường nét thiết kế to bè nhưng mà lại mang đậm cái chất kỹ động học. Thì Range Rover Velar quả thật là một siêu phẩm. Mẫu xe này thì còn khá mới, gần như là gọi là siêu siêu lướt luôn.
Và hiện tại thì đang được giao bán tại 568 Auto, 568 Đường Láng ấy ạ. Quý vị và các bạn muốn chiêm ngưỡng em nó, muốn ngồi thử, muốn sờ, nắn chạm, vỗ thì hãy đến ngay 568 Đường Láng. Tiến tiếp ra cái phần đuôi xe đi ạ. Phần đuôi xe của mẫu xe này thì nói thế nào nhỉ? Chả nhẽ lại khen đẹp, nhưng mà nó đẹp quá, không khen không được ạ. Cái với cái kiểu thiết kế nếu mà nhìn tổng thể ấy, thì ở phần đầu xe này to, xong rồi vuốt dần lên trên nắp, nóc phía trên, sau đó lại vuốt ngược xuống phía dưới. Cả cái phần dưới cũng vậy, được vuốt chéo lên đằng sau. Nhìn nó cực kỳ khí động học. Và khi mà xe mẫu Range Rover Velar chạy trên đường ấy, chúng ta cảm tưởng như mũi tên đang lao trên đường vậy. Thật sự rất ấn tượng. Đây là phiên bản P250SE A-Dynamic, hay người ta còn gọi là R-Dynamic. Giống như là cái thiết kế của cái cụm đèn pha phía trước thì cụm đèn hậu phía sau cũng được làm khá mảnh và sắc. Nó được thiết kế dạng 3D ở bên trong và kéo dài vuốt sang bên thần hông xe ở đây, khiến chúng ta nhìn nó có một cái cảm giác là cái cụm đèn hậu nó ôm chặt vào phần đuôi xe vậy. Ở phía sau thì chúng ta đương nhiên là cũng sẽ có camera lùi này, rồi là cảm biến phía sau. Vâng, và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng Bảo Duy vào khám phá nội thất của em nó. Có một không gian nội thất vô cùng hấp dẫn luôn ạ. Đây, trông như Transformer luôn. Đây, mời quý vị và các bạn. Nội thất quá tuyệt vời. Vâng, đương nhiên là cửa thì vẫn chưa được trang bị cửa hít rồi. Chúng ta sẽ cùng đề nổ. Ngay khi mở cửa vào xe thì một cái màn hình, là cái màn hình sau vô lăng ấy, đã hiện lên chữ R Dynamic. Nó rất là thể thao. Tiếng nổ cực kỳ êm luôn, chíu một cái. Như quý vị và bạn có thể nhìn tổng thể cái khoang nội thất của Range Rover Velar này thì nó cũng sở hữu những cái ngôn ngữ đường nét thiết kế cũng không khác gì so với cả cái phần thiết kế bên ngoài cả. Tất cả những cái chi tiết đều được làm rất mượt, rất liền khối. Và tổng thể nội thất bên trong xe thì được trải bằng một cái không gian với cái màu da là màu sáng màu. Thật ra màu da này thì nếu mà dùng cho thời gian ở thị trường Việt Nam mình thì sẽ rất dễ bị bẩn. Nhưng mà phải nói là cái không gian nội thất của xe nó được tăng cái sự sang trọng lên khá nhiều. Có một cái chút chảnh ở trong đó nữa khi sử dụng cái màu da sáng màu như thế này. Và ở chính giữa bảng điều khiển trung tâm, thay vì những cái cụm phím nút như ở trên các mẫu Range Rover trước đây, thì Range Rover Velar lại được tích hợp hai màn hình 10 inch, giống hệt như là đặt những chiếc iPad vào bên trong này vậy. Nó mang đến cho tất cả những ai nhìn, ngắm một cái sự thích thú và một cái niềm hứng khởi mỗi khi bước chân vào khoang cabin. Nếu như để nói về các cái màn hình được trang bị trong khoang nội thất của Range Rover Velar thì sẽ có 3 màn hình chính, là màn hình phía sau vô lăng, màn hình hai màn hình ở chính giữa trung tâm của bảng táp lô. Và màn hình trên đây thì sẽ hiển thị chủ yếu là những cái thông tin về cụm giải trí ở trên xe. Còn ở phía dưới thì là hiển thị về điều hòa và các cái chế độ chạy vận hành. Và Range Rover Velar thì cũng được trang bị cái gói hỗ trợ vận hành trên những cái điều kiện đường khác nhau. Và Range Rover thì cũng đã có một cái tên dành cho cái kiểu ngôn ngữ thiết kế mới này, đó chính là Touch Pro Dual, tích hợp hoàn toàn là màn hình thay vì những cái nút bấm, nút vặn trước đây. Và đương nhiên thì chúng ta cũng sẽ có một cụm cần số dạng nút vặn giống như bao mẫu Range Rover khác. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái nút vặn, cái núm vặn ở đây ạ, để điều chỉnh điều hòa và điều chỉnh chế độ chạy. Xe thì đương nhiên sẽ được trang bị điều hòa hai vùng độc lập rồi. Với một mẫu xe đắt tiền như này thì đó là những cái trang bị cơ bản luôn, các bạn không phải suy nghĩ. Quay lại với cái cụm vô lăng này đi. Nếu như những cái mẫu xe thương mại trên thị trường hiện nay thường trang bị cái kiểu vô lăng, khi mà chúng ta viền vô lăng, chúng ta cầm vào, chúng ta sẽ cảm nhận được cái độ trơn, độ mượt, độ tròn, thì Range Rover Velar lại có điểm khác. Thay vì cái kiểu mượt tròn như vậy thì Range Rover Velar lại tạo ra những cái điểm nhấn và cái cảm giác cầm nắm rất là lạ so với cả những mẫu xe khác. Đúng là Velar khác. Tất cả mọi những chi tiết đều được Range Rover làm nghiên cứu
rất là tỉ mỉ, đặc biệt là hai cái cụm phím điều khiển ở trên vô lăng cũng được làm với một cái kiểu như là dạng cảm ứng ở trên bề mặt. Và khi chúng ta kích, chúng ta chạm vào, nó cũng cực kỳ sướng cái đầu ngón tay này luôn, như chúng ta đang lướt ở trên những mẫu smartphone hay là mẫu iPad vậy. Thật sự thì khi ngồi vào vị trí này thì Duy chỉ muốn vào số và đạp ga ngay đi thôi. Nhắc đến cái không gian giải trí của mẫu xe này thì Duy sẽ phải kể đến hệ thống âm thanh Meridian. Rất nhiều loa được trải khắp trong không gian nội thất. Thật sự là với Range Rover Velar thì sẽ phải dùng khá nhiều những cái mỹ từ để miêu tả về độ đẹp và độ chất của mẫu xe này. Mẫu xe này đã tạo nên một cái độ hot nhất định trong cái khoảng thời gian trước khi và sau khi ra mắt. Đã rất nhiều bài báo, những trang báo, những bài báo rồi những reviewer ở trên mạng cũng đã phải trầm trồ khen ngợi mẫu xe này. Khi về Việt Nam cũng vậy, tất cả ai được nhìn ngắm, sờ nắn vuốt ve thì đều có một cái cảm xúc khá là đặc biệt, ngay giống như Duy lúc này. Đương nhiên là trong xe thì tất cả những chi tiết bọc da thì đều trang bị được da Nappa rồi. Đó là những cái trang bị tương xứng với cả một mẫu xe tiền tỷ, nhiều tỷ như là Range Rover Velar. Và có lẽ thì với Range Rover Velar thì chúng ta sẽ có khá nhiều điều đặc biệt đến ngay từ cả cái khu vực để chai nước. Chúng ta sẽ ấn vào cái logo Land Rover này để có thể mở cái chỗ này ra. Đó, tất cả những cơ cấu ở trên xe cơ học nhưng mà nghe cực kỳ phê, cực kỳ đã. Nó mượt, nó êm và nó tạo ra cái cảm giác thích thú mỗi khi mà chúng ta sờ nắn chạm vào. Range Rover Velar thì cũng sẽ có cái phần gương không viền ở đây. Phần gương không viền này thì cũng được trang bị ở trên những cái mẫu xe như là Volvo XC60 hay XC90 cũng vậy. Thật ra là cái gương không viền này sẽ cho chúng ta một cái nhìn khá là thẩm mỹ. Và mỗi một lần nhìn vào chúng ta lại thấy được cái sự tươi mới trên những chi tiết như thế này. Ngay khi mà bước vào cái không gian hàng ghế thứ hai của chiếc Velar này thì Duy phải dành một lời khen. Bởi vì mặc dù sở hữu cái thiết kế bên ngoài, cái phần nóc xe được vuốt khá nhiều ở phía sau, tạo ra một cái cảm giác vuốt từ dưới lên và vuốt từ trên xuống, nhưng phần khoảng sáng đầu của Range Rover Velar lại cho chúng ta một cái không gian khá tốt. Phần từ đầu gối đến hàng ghế phía trước cũng vậy. Nếu như mà Evoque có một cái không gian hàng ghế thứ hai phải nói là chật chội, tạo cho tất cả những cái người trải nghiệm không mấy thích thú, thì Range Rover Velar lại ngược lại. Thân hình không quá to nhưng bên trong nội thất lại rất đủ để cho bất kỳ ai ngồi vào ở hàng ghế thứ nhất hay hàng ghế thứ hai đều sẽ có những cái trải nghiệm tốt về không gian. Như Duy đang ngồi ở đây thì cái phần lưng ghế ở phía sau đang có một cái độ dốc rất hợp lý, và chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh điện thông qua hai cái nút ở ngay bên thành ghế đây. Đó, có thể dựng lưng ghế lên hay là ngả lưng ghế ra hơn. Chỉ có một cái điều Duy cảm nhận được hơi đáng tiếc một chút xíu thôi, đó chính là cái phần lưng ghế của mẫu xe này thì được làm khá là cứng, khiến chúng ta ngồi vào thì nó sẽ hơi bị cấn lưng một chút xíu. Đó là cái điểm mà Duy cảm nhận ngay khi mà ngồi vào cái hàng ghế thứ hai này. Và đương nhiên thì xe cũng sẽ được trang bị bệ tì tay cũng như là hai khay để cốc, nó là những cái trang bị rất là cơ bản rồi. Rồi cửa gió cho hàng ghế thứ hai, rồi cổng sạc 12V ở đây, chưa có cổng sạc USB ạ. Ngay khi cầm lái thì Duy có ngay những cái cảm nhận đến từ cái vô lăng của chiếc Range Rover Velar, cho chúng ta những cái trải nghiệm mà rất là nhẹ nhàng. Cái cảm giác cầm nắm vào vô lăng này nó rất là khác so với cả những cái mẫu vô lăng của các cái mẫu xe trên thị trường hiện nay. Thay vì cái cảm giác mượt tròn thì Velar lại cho chúng ta cái cảm giác cầm nó hơi cấn cấn tay một chút bởi cái đường viền chrome ở chính giữa hai cái lớp da trên vô lăng này. Với cái động cơ SI6 3.0 lít supercharged thì Range Rover Velar sẽ cho chúng ta những cái cú tăng tốc có thể nói là phấn khích
lát nữa thì chắc chắn là chúng ta sẽ cùng thử cái khả năng tăng tốc của chiếc Vela này. 3.0 V6 cơ mà. Còn có Supercharge nữa, 380 mã lực. Chờ mãi thì đèn mới xanh quý vị và các bạn ạ. Range Rover Vela thì cũng được trang bị cái công nghệ ngắt động cơ tạm thời khi mà xe dừng. Cái cảm giác mà khi ngồi cầm lái cái một mẫu xe như là Range Rover hay là những cái mẫu xe của nhà Land Rover ấy, thì đều cho chúng ta một cái trải nghiệm êm ái nhưng mà vẫn có cái sự cứng rắn ở trong đó, kèm theo là cái việc vần vô lăng nó rất là khác. Một mẫu xe đến từ Anh mà, nó rất là khác so với cả những cái mẫu xe đến từ Đức hay là những mẫu xe đến từ Ý. Nhìn tổng quan cái vùng táp lô phía trước mặt người lái thì phải nói là Duy muốn dành thêm một lần nữa một cái lời khen đặc biệt dành cho chiếc Range Rover Vela này, bởi vì nó tạo ra cái sự hứng khởi mỗi lần chúng ta ngồi lên, chúng ta cầm lái, chúng ta nhìn vào, chúng ta lại thấy một cái gì đó nó mới mẻ, nó hấp dẫn đến từ những chi tiết. Mặc dù là mẫu xe này được áp dụng cái ngôn ngữ thiết kế rất là tối giản đến từng chi tiết, nhưng chính cái sự tối giản đó đã tạo nên một cái chất đỉnh cao của những mẫu xe mới trong nhà Land Rover. Ban đầu thì chúng ta có lẽ sẽ chỉ di chuyển được với cái tốc độ thấp như bây giờ thôi, loanh quanh khoảng 29-30 km/h. Ở Hà Nội thì rất khó để tìm được những cái đoạn đường thoáng để chúng ta có thể tăng tốc mẫu xe này lên, nhưng mà chắc chắn thì sẽ cố gắng tìm một cái đoạn đường ngắn để chia sẻ với quý vị các bạn về cái trải nghiệm tăng tốc của mẫu xe này. Cái động cơ 3.0 V6 phải nói là ấn tượng. Bây giờ Duy đang vận hành xe ở cái chế độ Comfort, là cái chế độ bình thường. Duy sẽ chuyển sang cái chế độ Eco. Và đương nhiên là như Duy có giới thiệu với quý bạn trong lúc mà trải nghiệm không gian nội thất, thì chiếc Vela này cũng được trang bị cái gói những cái chế độ vận hành của nhà Land Rover với 6 chế độ. Chế độ đầu tiên là chế độ Dynamic, tiếp theo là chế độ Eco, chế độ Comfort, chế độ thứ tư là chế độ đi đường tuyết trơn trượt, chế độ thứ năm là chế độ đi đường cát, và chế độ cuối cùng chế độ thứ năm là chế độ đi bùn lầy, xin lỗi quý vị các bạn, chế độ cuối cùng là chế độ đi đường cát. Có lẽ là trong phố thì chúng ta đi với chế độ Eco thôi, nhẹ nhàng êm ái. Ngay khi mà ngồi trải nghiệm cái chiếc xe này với những cái vận tốc thấp thì Duy có cái cảm nhận nó mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm, một cái cảm giác nó rất là lạ. Sự nó rất là lạ, nó êm, nó cứng, lái nó mượt, và đặc biệt đến từ cái tầm quan sát. Mặc dù là cái phần kính trước của Vela không phải là quá rộng và có cái độ dốc cũng khá lớn, nhưng mà cái vị trí ngồi lại cho chúng ta một cái tầm quan sát rất tốt. Chúng ta ngồi ở vị trí, Duy ngồi vị trí này có thể nhìn được tới cái phần nắp capo phía trước luôn, cái đầu nắp capo phía trước. Mặc dù Duy là một người có cái thói quen ngồi lái xe thì thường chỉnh cái phần ghế khá thấp. Phần kính hai bên của mẫu xe này thì có cái không gian không phải là quá rộng nhưng mà cũng đủ để cho chúng ta quan sát. Và phần gương chiếu hậu cũng vậy, gương chiếu hậu cũng có cái khả năng quan sát khá tốt. Sở hữu cái khối động cơ Supercharged 3.0 V6 thì đương nhiên là chúng ta sẽ có những cái nước ga tốt ngay từ những cái cú nhấp ga đầu tiên, bởi vì Supercharged luôn luôn làm tốt cái nhiệm vụ của mình trong khối động cơ. Sau cái vòng cua này thì có lẽ Duy sẽ tăng tốc ở chế độ Eco. Ngay khi nhấp chân vào chân ga thì đồng hồ head up display trước mặt Duy đã chỉ lên con số 80 km/h ngay lập tức rồi. Và
Với cái khối động cơ này thì Land Rover có công bố rằng mẫu xe này có thể đạt vận tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 5,7 giây. Một con số rất ấn tượng đối với cả một mẫu SUV như là Vela phải không ạ? Mà đây là đang mới là Eco thôi nhé. Cái tiếng động cơ nó dội vào khoang lái, nó mang lại cho chúng ta một cái cảm giác thể thao. Thật sự là rất thể thao ạ. Kèm với cả hai cái lễ chuyển số sau vô lăng thì chúng ta luôn luôn sẽ có những cái trải nghiệm thích thú và ấn tượng đối với mẫu xe này. Chắc chắn là như vậy. Duy sẽ thử chuyển sang S là chế độ Sport. Vòng tua máy lập tức dựng lên 2000 ngay lập tức luôn. Khi mà chúng ta chuyển sang chế độ S và sử dụng số tay thì ở trên cái phần màn hình Head-up Display ở phía trước này đã hiển thị ngay những cái con số chỉ các cái cấp số mà chúng ta sử dụng, đã sử dụng số tay. Ngay từng những cái cú nhấp ga đầu tiên khi mà chân chúng ta tác động vào chân ga, chiếc xe đã, cái phần động cơ đã gầm rú. Và tất nhiên là nó không phải là gầm rú quá như những mẫu xe thể thao, nhưng mà đối với cả một mẫu SUV gầm cao như thế này thì như vậy đã là quá đủ rồi. Hay, nói là quá hay. Gầm cao, máy thoáng, dáng thể thao, đi lại còn phê nữa, đúng chất VL luôn. Có lẽ đường đông rồi, Duy lại phải quay về với số D để chúng ta vận hành êm ái vậy. Vâng, và một lần nữa thì Duy cũng muốn chia sẻ với quý các bạn về chiếc Land Rover Vela này. Đó chính là cái hơi hướng, một cái xu hướng cũng như là một cái cảm giác nó rất mới, nó rất lạ, đến từ chi tiết trang bị nội ngoại thất cũng như là những cái tính năng vận hành. Và thật sự là rất là tiếc khi thời gian ngày hôm nay không đủ để Duy có thể tìm được một cái khu vực địa hình để thử những cái chế độ off-road đỉnh cao của nổi tiếng của nhà Land Rover. Xin hẹn quý vị và các bạn trong những cái lần trải nghiệm tiếp theo. Hy vọng là chúng ta sẽ có thể có những cái mẫu xe của hãng để chúng ta có thể trải nghiệm qua những cái bài off-road đó. Vâng, đó cũng là những cái trải nghiệm rất nhanh của Duy về mẫu Land Rover Vela này. Bởi vì đây là một mẫu xe Duy mượn được và cũng chỉ trải nghiệm ở trong thời gian ngắn mà thôi. Rất mong quý vị và các bạn, chúng ta sẽ có những cái lần trải nghiệm sâu hơn, kỹ hơn về mẫu xe này. Quý vị và các bạn thấy sao về thiết kế của mẫu xe này? Mời quý vị và các bạn xem tiếp những cái đúp quay, shot quay về vẻ đẹp của Land Rover Vela. Và cũng đừng quên để lại những comment, những bình luận ngay phía dưới video. Và một lần nữa, xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Quý vị và các bạn cũng đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Auto Daily nhé.